Nhi 9 tuổi, đục thủy tinh thể. Em xin chào các thầy cô và các đồng nghiệp ạ. Em xin báo cáo tóm tắt bệnh nhân hội chẩn của chuyên khoa mắt ạ. Là bệnh nhi nam 9 tuổi vào viện với lý do là mắt phải nhìn mơ. Người nhà phát hiện trong đồng tử mắt phải có đốm trắng từ lâu nhưng không đi khám. Thì hiện nay là bệnh nhân nhìn mơ nhiều, thì đưa bệnh nhân đến viện gỡ khám ạ. Hiện tại thì lúc khám thì bệnh nhân tỉnh, toàn trạng ổn định, có thị lực mắt phải là ánh sáng dương tính, mắt trái là 7/10, thị lực không kính ạ. Nhà nạp và hai mắt là 19 mm thủy ngân ạ. Mắt phải thì kết mạc không cương tụ, giác mạc trống, tiêm phong xấu sạch và đồng tử con phản xạ dương tính. Thủy tinh thể thì phát hiện là thủy tinh thể đục mà phân nhân bị hóa lỏng ạ, và đục dưới bao sáu ạ. Bản phân sáu thì lúc vào viện thì có quan sát ạ. Chẩn đoán sơ bộ lúc vào viện là bệnh nhân đục thủy tinh thể, thì bệnh nhân đã được hội chẩn và phẫu thuật phá cố đặt thủy tinh thể nhân tạo, đặt thủy tinh thể nhân tạo rồi ạ. Thì sáu mổ thì thị lực bệnh nhân có cải thiện là lên mắt phải 8/10, còn mắt trái là 7/10. Hiện tại thì bọn em có một câu hỏi là chẩn đoán xác định của bọn em như vậy là hợp lý chưa, và cái ở vị trí báo sáu của thủy tinh thể sau khi mà đã mổ rồi thì vị trí trung tâm thì có cái sơ hóa, thì bọn em muốn hỏi là cái vị trí đó thì có cần thiết phải laser báo sáu không, và nếu mà có thì thời gian sau bao lâu thì laser được ạ. Và bọn em có một câu hỏi nữa là cần lưu ý đối với đục thủy tinh thể ở trẻ em thì được mổ và sáu mổ có cần lưu ý gì không, và muốn hỏi là thủy tinh thể nhân tạo được đặt vào theo cái đồ điều hiện tại thì sau này bệnh nhân lớn lên có cần thiết phải thay đổi không, hoặc là có điều chỉnh gì không ạ? Cảm ơn các thầy ạ. Vâng, bác sĩ Hòa ghi được các câu hỏi ạ. Và bên kỹ thuật quay lại cái hình ảnh mắt của bệnh nhân được không ạ? Dạ, em xin kính chào các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp ạ. Cô Hòa có ý kiến gì về cái hình ảnh mắt này không? Dạ vâng, xin lỗi anh có thể cho thêm một chút thông tin về cái bán phần sau của mắt bên phải mình có quan sát được tí nào không ạ? Hiện tại một em không không so được bán phần sau, bọn em chỉ có hình ảnh siêu âm là chưa có phát hiện bất thường gì cô ạ. Dạ vâng, trên cái hình ảnh đục thể tinh này thì có vẻ đây là một cái đục thể thủy tinh, và theo như anh mô tả trong quá trình phẫu thuật nữa thì có vẻ như là một cái đục thể thủy tinh có đục cực trước, đục cực sau thể thủy tinh và đục phần vỏ thể thủy tinh ạ. Đây là quan sát trên hình ảnh như vậy. Dựa trên những cái thông tin mình có, thứ nhất là bệnh nhân không hề có tiền sử chấn thương, không có tiền sử bệnh lý trước đấy, không có tiền sử dùng corticoid hay là điều trị mắt trước đấy. Đồng thời thì cái thể mà người nhà cũng mô tả là bệnh nhân đã có chấm trắng ở diện đồng tử từ lâu, và đợt này thì thị lực của bệnh nhân kém đi, thì đây có thể là một cái đục thể thủy tinh bẩm sinh và có tiến triển. Ngoài ra thì trong quá trình thăm khám các anh chị có nhìn thấy ví dụ như một số những cái dấu hiệu gián tiếp của đục thể thủy tinh do chấn thương, như là vòng sắc tố ở phía trước trước thể thủy tinh thì cũng không có, đúng không ạ? Trên hình ảnh thì không thấy có đồng vòng sắc tố, hoặc là có lệch hay là đục lệch, có lệch thể thủy tinh hay là dây zin có yếu không ạ? Thăm khám đi, nhưng cái đó không có quá. Vâng ạ, thế thì cái này cũng không hề, cũng chưa có yếu tố gì để nghĩ đến một cái đục thể thủy tinh do chấn thương, khả năng cao là một cái đục thể thủy tinh bẩm sinh và có tiến triển ạ. Và trong mô tả của mình thì có cái mắt trái thị lực của bệnh nhân cũng chỉ được có 7/10 trên với kính. Thế thì đây là mắt bên trái bệnh nhân có vấn đề gì khác không ạ? Có đục thể thủy tinh kèm theo không ạ? Em xin báo cáo lại là thị lực 7/10 là không kính ạ, và bệnh nhân khúc xạ thì có loạn thị ạ. Tức là thị lực với kính của bệnh nhân mắt trái có lên được 10/10 không ạ? Thị lực có kính lên 10/10 cơ ạ. Vâng. Đấy ạ, thế thì mình nghĩ nhiều đấy là một cái đục thể thủy tinh bẩm sinh mà có tiến triển. Về câu hỏi thứ hai là có cần thiết phải laser bao sau ở trên bệnh nhân này không, và nếu có thì thời gian là bao lâu? Trước hết là trên bệnh nhân này sau khi mà mổ thể tinh thăm khám bán phần sau thì võng mạc dịch kính có bình thường không ạ?
Sau khi thăm khám thì vòng mạc và vết kính của mắt phải là bình thường cơ ạ. Vâng, thế thì khả năng cao cái thị lực không lên được 10 phần 10 là do cái đục bao sau. Thường thì về mặt nguyên tắc sau phẫu thuật thủy tinh thì khoảng 3 tuần. Sau 3 tuần là có thể tiến hành laser bao sau. Ở người lớn thì thường là trì hoãn, nhưng đối với trẻ em trong trường hợp này trẻ 9 tuổi, tức là cái sự phát triển thị giác của bệnh nhân vẫn còn đang tiếp tục và đang hoàn thiện, thì cũng nên được cân nhắc về yếu tố thứ nhất là giải phóng trục thị giác cho bệnh nhân. Thứ hai là khi mà đục bao sau thì bệnh nhân cũng dễ bị lóa và cái giảm độ nhạy cảm tương phản của võng mạc, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác của bệnh nhân. Vì vậy mà trên những trường hợp này chúng ta nên cân nhắc laser sớm cho bệnh nhân với những điều kiện là không có chống chỉ định. Cụ thể chống chỉ định là gì? Là bệnh nhân những chống chỉ định laser bao sau là bệnh nhân không hợp tác, hoặc là bệnh nhân không định thị được, hoặc là bệnh nhân đang có một cái viêm cấp tính của bán phần trước, hoặc là trên những bệnh nhân mà có phù hoàng điểm, thì đấy là một số những cái chống chỉ định. Còn nếu bệnh nhân không có những yếu tố đấy thì có thể cân nhắc làm laser sớm cho bệnh nhân ạ. Về câu hỏi thứ ba là điều trị đục thể thủy tinh đối với trẻ em có lưu ý gì trước và sau mổ? Thì như chúng ta cũng biết ạ, trẻ em thì cũng không phải người lớn thu nhỏ, nên là đối với trẻ em trên phẫu thuật thể thủy tinh đối với trẻ em thì lại càng phức tạp. Trước hết là trước mổ thì phải khai thác kỹ tiền sử bệnh lý toàn thân của trẻ, bởi vì là một phẫu thuật thể tinh thì ở trẻ em là phải gây mê toàn thân, nên là phải khai thác kỹ các tiền sử bệnh lý của trẻ. Thứ hai là các tiền sử và sử bệnh tại mắt. Ví dụ như là trường hợp mà bệnh nhân có viêm màng bồ đào. Viêm màng bồ đào là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra đục thể thủy tinh thứ phát. Thế thì nếu mà có viêm màng bồ đào thì cần phải sau khi mà tình trạng viêm ổn định ít nhất là 3 tháng thì mới được thực hiện mổ ạ. Và nếu mà trong quá trình mổ thì sẽ phải có thực hiện theo cái phác đồ điều trị dự phòng quá trình viêm sau mổ, gồm có điều trị trước dự phòng trước mổ, trong mổ và sau mổ, có một cái phác đồ cụ thể về điều trị chống viêm đấy ạ. Thứ ba là về mặt thăm khám thì sẽ phải thăm khám đánh giá được kỹ bán phần trước, bán phần sau, xem là bệnh nhân có những cái bất thường gì kèm theo hay không. Nếu mà không quan sát được thì như anh chị cũng đã thực hiện trên ca này, đấy là siêu âm để loại trừ những cái bong hoặc tổn thương bán phần sau. Và phải cân nhắc nữa đấy là về khả năng vận nhãn của bệnh nhân, rồi là định thị của bệnh nhân ra sao. Một điểm quan trọng nữa đấy là đánh giá xem là liệu chúng ta trong quá trình mổ là chúng ta tiên lượng trước xem là chúng ta có đặt thể tinh cùng thì hay là đặt thể tinh thì hai. Nếu mà đặt thể tinh cùng cái thì mổ đấy thì thường là từ trẻ từ trên 6 tháng tuổi và có cái đường kính giác mạc ngang trên 10 mm là có thể tiến hành đặt thể tinh nhân tạo rồi. Và bệnh nhân không có những cái bất thường bệnh lý viêm nhiễm khác kèm theo thì có thể tiến hành đặt thể tinh nhân tạo cùng thì. Về cân nhắc cái đối với thể tinh nhân tạo thì chúng ta sẽ phải đánh giá thứ nhất là về công suất thể tinh, lựa chọn công suất thể tinh như nào để khi mà trẻ lớn lên thì với mong đợi là cái công suất thể tinh đấy nó sẽ cùng với sự phát triển của mắt thì nó sẽ về chính thị. Thì hiện nay cũng có một cái công thức tính thể thủy tinh cho trẻ dưới 5 tuổi có thể áp dụng, thường áp dụng là cái công thức SRKT hoặc là công thức Holiday 1-2. Đây là một số công thức hay dùng và có một cái guideline, có một số cái guideline mà giúp cho mình ước lượng được cái công suất, cái khúc xạ của mắt sau phẫu thuật. Thì có thể người ta sẽ dựa trên cái người ta tính cái công suất của thể tinh nhân tạo dựa trên cái chiều dài trục nhãn cầu hiện tại của trẻ, với điều kiện là chiều dài trục nhãn cầu trên 17 mm thì mới đặt thể tinh ạ. Còn nếu mà dưới 17 mm thì sẽ không đặt ngay thể tinh. Cái nhóm guideline thứ hai đấy là người ta dựa vào cái công thức SRKT, nhưng mà ví dụ là người ta sẽ phân ra từng độ tuổi, ví dụ trẻ dưới 6 tháng tuổi thì cái người ta sẽ để là ở under correction, tức là để viễn thị, để ở mức độ viễn thị, để sau khi trẻ lớn thì nó sẽ dần về chính thị. Thế thì dưới 6 tháng thì thường là under correction ở 20% theo cái công thức SRKT. Và từ 1 đến 3 từ sau đấy thì nó sẽ tăng dần, và khi mà trẻ được độ khoảng 5 tuổi thì lúc đấy là có thể để theo cái công thức đấy là chúng ta sẽ có thể để về chính thị rồi. Hoặc nhóm thứ ba về guideline đấy là người ta đánh giá cái khúc xạ tồn dư sau mổ cũng là under correction, nhưng mà ví dụ dưới trẻ dưới 6 tháng tuổi thì có thể là cái khúc xạ sau mổ khi sau khi đặt thể tinh nó là từ dương 10 cho đến dương 6. Và khi mà đến 6 đến 8 tuổi thì có thể lúc đấy là người ta chỉ đặt khoảng dương 1 hoặc là đã đề về chính thị rồi. Thế thì trên cái bệnh nhân này, bệnh nhân 9 tuổi thì chúng ta có thể đặt đặt thể thủy tinh gần như là ở mức chính thị, hoặc là chúng ta sẽ dựa vào thêm cả cái công suất thể cái khúc xạ mắt
của mắt bên kia của bệnh nhân. Ví dụ mắt bên kia của bệnh nhân mà hơi hơi viễn thị hoặc hơi cận thị thì chúng ta cũng có thể là cái mắt bên này, nếu mà hai mắt mà trục nhãn cầu tương đương nhau ấy, thì chúng ta cũng có thể tiên lượng dự đoán cái mức độ khúc xạ tồn dư cho bệnh nhân ạ. Một lưu ý trong quá trình mổ thì chất liệu thể tinh thì sử dụng cái loại acrylic kỵ nước và có bờ vuông ạ. Thì đấy là các cái phẫu thuật viên thể tinh ở trẻ em thì họ hay ưa chuộng loại đấy, bởi vì cái sinh khả dụng tốt và cái nguy cơ đục máu sau sẽ thấp hơn ạ. Thế còn cân nhắc thế còn trong quá trình mổ thì ngoài việc gây mê toàn thân sẽ phải chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta sẽ phải lưu ý một số cái. Ví dụ như là đường mổ ở trẻ em ấy thì thường là chúng ta sẽ phải khâu và đường mổ nó cũng sẽ khó liền hơn. Thứ hai là về tiền phòng thì tiền phòng ở trong mắt trẻ nhỏ thì thường là sẽ rất là nhỏ, nên là cái phương tiện mà chúng ta lựa chọn để phẫu thuật cũng sẽ phải phù hợp là các phương tiện dùng chuyên cho trẻ em. Thứ ba là đồng tử của bệnh nhân thì thường đồng tử ở trẻ em, đồng tử giãn sẽ kém hơn so với người lớn, nên là có thể sẽ chuẩn bị dùng tra giãn cho bệnh nhân trước mổ 1-2 ngày, có thể dùng phối hợp cả atropine nữa. Và với những trường hợp mà trẻ con sau mổ thì cái biến chứng hay gặp đấy là đục thể thủy tinh thứ phát, thế thì có thể cân nhắc với việc là sẽ phải phẫu thuật xé bao sau kết hợp với cắt dịch kính trước để dự phòng cái nguy cơ mà đục thể thủy tinh thứ phát như vậy. Còn trên bệnh nhân lớn này thì chúng ta có thể là để lại bao sau và tiến hành laser sau mổ. Ngoài ra thì lưu ý nữa đấy là sau mổ thì chúng ta sẽ phải theo dõi kỹ, bởi vì ở trẻ em ấy thì cái hàng rào máu thủy dịch vẫn còn nó còn chưa phát triển hoàn chỉnh, cho nên cái nguy cơ viêm sau mổ trẻ em nó sẽ cao hơn nhiều so với trong trường hợp của người lớn. Thế thì sau mổ trước, trong và sau mổ chúng ta phải điều trị dự phòng để nguy cơ gây viêm, điều trị bằng chống viêm, theo dõi sát sau mổ. Và đồng thời là một cái nữa đấy là trên những trường hợp mà nguy cơ nhược thị, đặc biệt đục thể tinh một mắt, nguy cơ nhược thị thì trẻ có thể sau mổ ngày thứ 3 nếu mọi thứ yên ổn thì có thể là cho bệnh nhân đeo kính rồi, chỉnh kính cho bệnh nhân cái mắt bên đấy rồi và tập nhược thị cho bệnh nhân nếu bệnh nhân có nguy cơ. Đồng thời là đục thể tinh ở trẻ em thì chúng ta sẽ phải theo dõi suốt cái quãng thời gian phía sau đấy để có thể là điều chỉnh rồi phát hiện ra những cái nguy cơ biến chứng sau mổ về lâu về dài. Dạ, tôi xin hết ạ. Vâng, còn một câu hỏi nữa, tức là khi mà trẻ lớn lên thì cái sự thay đổi đối với cái thủy tinh thể nhân tạo là như thế nào? Vâng, ở trên cái bệnh nhân cụ thể, trên bệnh nhân này em bé này đã 9 tuổi rồi, thì thực sự ở giai đoạn 9 tuổi thì thường là cái chiều dài trục nhãn cầu của bệnh nhân đã ổn định rồi, nên là thường sẽ nó cái khúc xạ về sau nó sẽ ít thay đổi. Đương nhiên nó vẫn có nguy cơ là sẽ chuyển dần về phía cận thị, đặc biệt với những trường hợp mà bệnh nhân có tiền sử gia đình có di truyền yếu tố cận thị thì cũng có thể là sẽ có nguy cơ cận thị. Tuy nhiên thì ngoài những cái trường hợp mà cận thị thoái hóa, tức là nó cứ chiều dài trục nhãn cầu cứ tiếp tục dài ra như vậy, thì thường đến 9 tuổi là đã ổn định rồi ạ. Thì chủ yếu là chúng ta theo dõi chỉnh kính cho bệnh nhân thôi. Vâng, cảm ơn cô Hà. Xin mời các câu hỏi từ bệnh viện thành phố Hà Tĩnh. Hiện tại thì các thắc mắc của bọn em đã được giải đáp, thì em xin cảm ơn thầy cô và hiện tại là cũng có câu hỏi như thế mà. Vâng, tôi cũng thấy cô Hòa đã giải thích khá là rõ ràng về bệnh nhi này. Và cảm ơn Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh và xin chuyển sang đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa Mường Khương. Xin mời Mường Khương. Mường Khương nghe được chưa ạ?